Dạ xin kính chào các quý vị, các thầy cô và các quý vị đại biểu cả ở đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh và ở Huế. Thì hôm nay thì em cũng rất là vui mừng được có mặt ở đây để chia sẻ một số cái kinh nghiệm cũng như là có các cái trao đổi về mặt chuyên môn về một bệnh lý mà giống như giáo sư Huy có nói là trong thời gian gần đây chúng ta bác sĩ lâm sàng đều ghi nhận là có cái tỷ lệ tăng nhanh ở các vùng miền. Và điểm đặc biệt là khi mà chúng ta gặp càng nhiều bệnh nhân thì chúng ta lại càng gặp những ca rất là phức tạp cả về mặt chẩn đoán và về mặt điều trị. Thì bài đầu tiên do em trình bày thì sẽ tập trung vào việc là cập nhật các cái tiến bộ mới trong việc chẩn đoán bệnh lý này. Thì giống như thầy Huy cũng có nói thì đầu tiên là bệnh lý này được cái tên gọi thuật ngữ viêm loét đại trực tràng chảy máu UC lần đầu tiên được đưa ra là bởi một cái bác sĩ người Anh với một cái ca lâm sàng, đấy là một bệnh nhân nữ trẻ 20 tuổi bị tiêu chảy cấp tính và sau đấy thì bệnh nhân này tử vong. Nhưng mà khi mà làm cái giải phẫu bệnh thì thấy phát hiện ra là tổn thương ở bệnh nhân này rất là đặc biệt, tức là tổn thương viêm loét toàn bộ đại tràng và lan lên đến hồi tràng. Thì đấy là cái ca đầu tiên mà được biết đến và tác giả đã đặt tên cái loại tổn thương này là UC. Xong rồi tiếp theo đấy thì là đến một cái nghiên cứu mà trên 200 bệnh nhân có cái tổn thương giống như vậy ở mặt giải phẫu bệnh đại thể và vi thể. Và vì vậy mà các cái tác giả mô bệnh học giải phẫu bệnh cũng đã sử dụng cái thuật ngữ này để mô tả. Tuy nhiên thì càng về sau, đặc biệt là từ những năm 1970 thì ở các nước phương Tây ghi nhận một cái sự gia tăng đáng kể của cái bệnh lý này. Năm 2017 thì trong khuyến cáo của Hội viêm đại tràng, các cái bệnh lý viêm đại tràng mãn tính của châu Âu gọi tắt là ECO thì cũng có đưa ra một cái định nghĩa thống nhất, đấy là viêm loét đại trực tràng chảy máu được định nghĩa là một cái bệnh lý viêm niêm mạc đại tràng mãn tính với đặc trưng ở trên mô bệnh học, đấy là tổn thương granuloma, tức là tổn thương dạng u hạt. Và bệnh có thể tác động ở trực tràng và đại tràng ở các cái mức độ khác nhau với các cái đợt tiến triển và lùi bệnh. Về cơ chế bệnh sinh thì thấy là cơ chế bệnh sinh của bệnh lý này rất là phức tạp và thật sự thì cho đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn là sáng tỏ, nhưng mà có sự tham gia của cả các yếu tố di truyền, của các yếu tố môi trường cũng như là hệ vi sinh đường ruột và các yếu tố dị ứng và tự miễn tạo ra các cái đáp ứng viêm không phù hợp. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà nghiên cứu ở trên cái đối tượng là các trẻ sinh đôi cùng trứng và khác trứng thì thấy là cái tỷ lệ mà xuất hiện cái bệnh lý này ở trẻ sinh đôi cùng trứng thì khá là cao, 16% nếu mà xuất hiện, và ở trẻ sinh đôi khác trứng là 2%. Và sau đấy thì khi mà làm các cái người ta cũng đã tìm thấy khoảng độ 40 cái loại gen mà nó có liên quan đến cái bệnh lý IBD, trong đấy thì cũng tìm được khoảng độ 20 cái gen mà liên quan đến sự xuất hiện của UC. Thế còn về yếu tố môi trường thì một cái cơ chế mà được nhắc đến rất là nhiều, đấy chính là cái việc mà sự liên quan giữa các yếu tố như là sử dụng thuốc này, hút thuốc này, hoặc là microbiota, tức là hệ vi khuẩn trí đường ruột. Cho đến nay thì có 5 cái cơ chế chính mà được các nhà nghiên cứu về sinh bệnh học đặt ra đối với sự xuất hiện của UC. Đó là vai trò của microbiota, đó là việc mà xuất hiện các cái thụ thể, các cái chất giống như là các cái thụ thể tôn LR4, sự xuất hiện của các cái cytokine, mà các cái cytokine này thì đóng vai trò là hóa ứng động bạch cầu cũng như là phá hủy cái lớp niêm mạc biểu mô ruột, sự xuất hiện của các cái tự kháng thể do tế bào B sản xuất. Thế thì tại sao lại đặt ra cái câu chuyện về hệ vi khuẩn trí đường ruột? Thì đây là một cái hướng nghiên cứu mới, không phải là chỉ trong bệnh lý IBD mà trong rất nhiều các bệnh lý khác. Và trong ngành tiêu hóa thì trong thời gian gần đây thì cũng thấy đây là một cái hướng nghiên cứu tiềm năng. Và hy vọng là nếu mà mình có thể tìm thấy được cái sự khác biệt về các cái chủng vi khuẩn đường ruột trong các cái bệnh lý tiêu hóa thì ở đây được hy vọng là sẽ có thể tìm ra các cái phương pháp điều trị mà mang cái tính chất cá thể hóa cho từng loại bệnh. Thì khi mà nghiên cứu cái hệ vi khuẩn trí đường ruột ở bệnh nhân IBD thì thấy có mấy điểm. Điểm thứ nhất đấy là có sự giảm cái tính đa hình của hệ vi khuẩn trí đường ruột ở bệnh nhân IBD.
có sự giảm các cái chủng vi khuẩn có lợi như là Firmicutes hoặc là Bacteroidetes và tăng các cái chủng có hại là Proteobacteria. Tuy nhiên thì cái con đường để mà từ cái các cái nghiên cứu cơ bản này mà đến được cái nghiên cứu ứng dụng thực tế trong lâm sàng thì có lẽ sẽ còn cần một cái khoảng thời gian tương đối là lâu nữa. Về dịch tễ lâm sàng trên thế giới thì đây là một cái nghiên cứu tổng hợp từ 147 nghiên cứu đa trung tâm trên thế giới do tác giả là giáo sư Siêu, người Hồng Kông, đã công bố ở trên Lancet năm 2018. Thì giáo sư Siêu cũng đã đến Việt Nam một vài lần và tổng kết dịch tễ ở trên thế giới thì ghi nhận thứ nhất là cái tỷ lệ của UC là dao động từ 0,5 cho đến 24,5 trên 100.000 dân. Điểm thứ hai đấy là có một cái sự gia tăng theo thời gian về tỷ lệ UC ở các khu vực ở trên thế giới. Tuy nhiên thì chúng ta cũng rất tiếc đấy là khu vực Việt Nam của chúng ta lại đang nằm ở trong một cái bản đồ màu ghi, có nghĩa là chúng ta chưa có cái dữ liệu toàn quốc liên quan đến cái tỷ lệ xuất hiện của bệnh này. Tuy nhiên thì cũng có một cái thông tin đáng vui mừng mà hy vọng là trong năm sau hoặc năm sau nữa có thể triển khai được. Tức là giáo sư Siêu cũng đang xin một cái quỹ ở bên Hồng Kông tài trợ cho một cái nghiên cứu đa trung tâm mới ở trên thế giới để thống kê dịch tễ của IBD. Mà ở cái nghiên cứu này thì sẽ tập trung vào những phần màu ghi, tức là tập trung vào các cái nước mà đang chưa có dữ liệu dịch tễ, trong đấy có Việt Nam. Thì giáo sư Siêu cũng đã liên hệ với Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam để hy vọng là nếu mà sau khi xin được cái tài trợ đấy xong thì sẽ xây dựng thành một cái hệ thống online để các đơn vị y tế, các trung tâm ở nhiều nước có thể cập nhật cái dữ liệu tình hình bệnh nhân IBD. Thì khi đó trong một vài năm tiếp theo chúng ta sẽ có cái dữ liệu bản đồ trên thế giới mà trong đó sẽ có cái dữ liệu dịch tễ của Việt Nam. Một cái nghiên cứu khác được tiến hành ở châu Á, ở các cái trung tâm khác mà không có bao gồm Việt Nam, thì ghi nhận cái tỷ lệ IBD ước tính là từ 0,5 cho đến 3 trên 100.000 dân, nhưng mà cũng ghi nhận là có cái xu hướng tăng trong những năm gần đây. Và trong đó thì viêm loét đại trực tràng chảy máu thì có cái tỷ lệ cao hơn so với Crohn, và về tuổi phân bố thì cũng giống như là ở các nước phương Tây, có nghĩa là cái tuổi hay gặp là tầm khoảng từ 30 cho đến 40 tuổi. Và các cái biến chứng của bệnh thì thường là xuất hiện muộn ở cái dữ liệu của châu Á. Trong quá trình mà tiếp cận bệnh nhân IBD thì một cái điểm vô cùng quan trọng đấy chính là việc khai thác bệnh sử. Thì trong quá trình khai thác bệnh sử sẽ có một số cái yếu tố mà chúng ta cần phải chú ý, như là tiền sử du lịch trong thời gian gần, các cái nhiễm trùng mới mắc, việc sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh, NSAID, tiền sử hút thuốc lá và tiền sử gia đình có bệnh nhân IBD hoặc là có bệnh nhân có bệnh lý tự miễn hoặc là tiền sử có polyp hay ung thư đại tràng trong gia đình không. Đây là một bệnh lý tiến triển có thể là âm thầm và khởi phát thì có thể là sau một cái đợt tiêu chảy hoặc là nhiễm khuẩn tiêu hóa. Các cái triệu chứng thường gặp thì sẽ bao gồm là đại tiện ra máu hoặc là rối loạn phân, như là đi ngoài phân lỏng, tăng số lần đi ngoài, rồi cảm giác mót dặn. Đôi khi cũng có thể gặp những bệnh nhân đến với triệu chứng là đau bụng cơn hoặc là chướng bụng. Nếu như mà bệnh nhân đến với cái đợt tiến triển cấp tính thì có thể gặp các cái triệu chứng toàn thân như là vã mồ hôi, sốt, nôn, gầy sút cân. Theo một số cái nghiên cứu thì đối với trong Crohn ấy, thì cái triệu chứng, đây là cái bảng mô tả về cái tỷ lệ mà xuất hiện các cái triệu chứng ở trong Crohn và viêm loét đại trực tràng chảy máu. Thì đối với Crohn thì hai cái triệu chứng mà hay gặp nhất đấy là mệt mỏi, đau bụng và đi ngoài phân lỏng. Nhưng mà đối với viêm loét đại trực tràng chảy máu thì cái triệu chứng thường gặp nhất lại là đi ngoài da máu và đi ngoài phân lỏng. Tuy nhiên thì nó cũng có sự thay đổi theo thể. Nếu như mà đối với bệnh nhân mà cái thể tổn thương khu trú ở trực tràng thì triệu chứng hay gặp nhất sẽ là đi ngoài da máu. Thế còn nếu mà đối với bệnh nhân mà có các cái tổn thương cao hơn hoặc là tổn thương rộng thì triệu chứng hay gặp nhất sẽ là đi ngoài phân lỏng. Đây là hai cái nghiên cứu được tiến hành tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai năm 2014 và năm 2020 mà có liên quan đến UC. Thì thấy là năm 2014 ý, thì cái tỷ lệ, cái triệu chứng lâm sàng hay gặp nhất đấy chính là rối loạn phân, đi ngoài phân lỏng. Thế còn cái nghiên cứu mà vừa mới thực hiện đây thì cái triệu chứng mà hay gặp nhất đấy chính là cũng vẫn là rối loạn phân, nhưng mà tiếp theo đó sẽ là đi ngoài da máu. Để đánh giá mức độ nặng thì có thể là các quý đồng nghiệp cũng khá là quen thuộc với một cái bảng điểm. Đấy là cái phân loại đánh giá mức độ nặng Chulop & Wyss. Thì nó dựa vào các cái yếu tố đó là số lần đi ngoài của người bệnh, có máu trong phân hay không, nhiệt độ, mạch, hemoglobin và tốc độ máu lắng.
Thì cái phân loại cổ điển thì chỉ có 3 mức độ: nhẹ, trung bình, nặng. Nhưng mà cái phân loại cải tiến thì có thêm một cái mức độ nữa, đấy là mức độ tối cấp, được định nghĩa là khi mà bệnh nhân đi ngoài trên 10 lần một ngày, đi ngoài ra máu liên tục, đi ngoài cả ban đêm, nhiệt độ trên 37 độ 5, và thậm chí là có những bệnh nhân rất là nặng thì có thể xuất hiện các cái tình trạng tụt áp. Một điểm nữa cũng đáng chú ý đối với bệnh lý IBD, đấy chính là việc xuất hiện các cái triệu chứng ngoài đường tiêu hóa. Thì các biểu hiện ngoài đường tiêu hóa của bệnh nhân IBD khá là đa dạng, có thể gặp một hoặc là nhiều tổn thương, mà trong đấy các tổn thương hay gặp nhất đấy chính là tổn thương ở da, ở khớp, ở mắt hoặc là ở thận. Đối với ở da thì có thể gặp các cái tổn thương như là hồng ban nút hoặc là viêm mủ hoại thương da. Thế còn đối với tổn thương ở khớp thì rất hay gặp, đấy là viêm các cái khớp ngoại vi hoặc là viêm cột sống dính khớp. Đối với mắt thì có thể gặp viêm củng mạc hoặc là viêm thượng củng mạc, và trong bệnh lý gan mật thì có thể gặp bệnh lý kèm theo, đấy là viêm xơ đường mật tiên phát. Có một cái nghiên cứu theo dõi dọc rất là hay được công bố năm 2015 ở châu Âu, thì ghi nhận là ở 25% số bệnh nhân IBD thì có ít nhất là một cái triệu chứng ngoài đường tiêu hóa đã xuất hiện trước khi mà được chẩn đoán IBD. Và khi mà theo dõi dọc 30 năm cái nhóm bệnh nhân IBD thì thấy là có 50% bệnh nhân IBD là có ít nhất một cái triệu chứng ở ngoài đường tiêu hóa. Có một số triệu chứng thì nó sẽ xuất hiện liên quan đến đợt tiến triển của bệnh, ví dụ như là viêm khớp ngoại vi hoặc là viêm thượng củng mạc. Còn có những cái triệu chứng thì nó sẽ xuất hiện độc lập, có thể không liên quan đến đợt tiến triển của bệnh, ví dụ như là một số cái tổn thương ở trên da như là hồng ban nút hoặc là viêm cột sống. Đây là hình ảnh các cái tổn thương khớp, tổn thương mắt cũng như là tổn thương da gặp ở bệnh nhân IBD. Có một nghiên cứu đa trung tâm được tiến hành ở châu Á, thì trong đấy Việt Nam của chúng ta cũng có đóng góp cái dữ liệu. Thì nghiên cứu này được thực hiện, được công bố năm 2019 ở trên 1.646 bệnh nhân IBD, trong đấy thì có gần 1.100 bệnh nhân UC. Thì ghi nhận cái tỷ lệ mà triệu chứng ngoài đường tiêu hóa là 11,5%, và trong đấy thì có gặp những cái bệnh nhân mà biểu hiện ở nhiều cơ quan. Và hầu hết các triệu chứng ghi nhận thì kèm theo cái đợt tiến triển của bệnh, và thường gặp ở cái nhóm là nữ giới này, không hút thuốc này, viêm loét đại trực tràng chảy máu thể toàn bộ và có cái tiền sử phẫu thuật trước đó. Tỷ lệ gặp nhiều nhất thì đấy là các cái tổn thương khớp, đặc biệt là viêm các cái khớp ngoại vi 60%, tỷ lệ tổn thương da là 13%, mắt là gần 10%, và có hơn 6% là bệnh nhân viêm xơ đường mật tiên phát. Về cận lâm sàng thì thường đối với những cái bệnh nhân UC thì sẽ thấy là các chỉ số viêm là sẽ tăng, như là CRP, tốc độ máu lắng. Có một cái xét nghiệm mà chúng ta thường hay nhắc đến và hiện tại cũng đã bắt đầu triển khai ở một số đơn vị, đấy là calprotectin phân. Thì cái xét nghiệm này là bởi dựa trên cái nguyên lý, đấy là do cái sự thâm nhập của bạch cầu trung tính vào khe tuyến của biểu mô ruột và màng đệm của biểu mô, cho nên là trong phân sẽ xuất hiện các cái thành phần của bạch cầu. Tuy nhiên thì theo khuyến cáo của các hiệp hội trong thời gian gần đây, và cái khuyến cáo gần nhất là của Hội Tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2019, thì cái marker này không được sử dụng để chẩn đoán, mà chủ yếu sẽ là sử dụng để theo dõi cái mức độ hoạt động bệnh cũng như là đánh giá cái tái phát. Và trong thực tế thì sẽ có một số cái đơn vị cung cấp các cái loại kit khác nhau, nhưng mà độ phù hợp trong chẩn đoán giữa các cái loại kit này ở trên thị trường thì nó sẽ dao động trong khoảng từ 75 cho đến 80%. Về các xét nghiệm vi sinh thì ECHO năm 2017 cũng như là ACG của 2019 thì đều nhấn mạnh việc là nếu mà bệnh nhân có cái đợt tiến triển hoặc đợt bùng phát thì nên kiểm tra CD-difficile và CMV để loại trừ. Và đối với các cái dấu ấn sinh học thì được nhắc đến nhiều nhất đấy chính là PNK và ASCA. Tuy nhiên thì tất cả các cái khuyến cáo của các khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2010, châu Âu 2017 và Mỹ 2019 thì đều nhấn mạnh là không sử dụng các cái marker sinh học này để chẩn đoán hoặc là loại trừ, bởi vì là ở cái bảng bên cạnh thì cũng có thống kê, đấy là độ nhạy và độ đặc hiệu của các cái kháng thể này khá là thấp trong việc chẩn đoán IBD. Cái phương pháp vô cùng quan trọng để chẩn đoán về mặt hình ảnh cũng như là để lấy cái mẫu sinh thiết giúp cho chẩn đoán xác định, đấy chính là phương pháp nội soi. Và trong cái quá trình nội soi thì tất cả các hiệp hội đều khuyến cáo, đấy là khi mà tiến hành nội soi đại tràng ấy, thì chúng ta cần phải đi vào hồi tràng để kiểm tra tổn thương. Và tổn thương ở trên nội soi thì nó sẽ có một số cái điểm đặc biệt giống như là trên hình ảnh ở đây. Đấy là tổn thương thì nó sẽ lan từ trực tràng lên dần,
có tính chất liên tục, cái ranh giới giữa vùng tổn thương và vùng niêm mạc thì tương đối là rõ. Và ở đây thì có một cái hình ảnh gọi là hình ảnh viêm hồi tràng ngược dòng. Tại sao lại gọi là viêm hồi tràng ngược dòng và nó khác gì so với Crohn? Thì mình thấy là ở trong cái hình ảnh này, tổn thương viêm thì nó sẽ có tính chất là nó lan từ manh tràng vào đoạn cuối của hồi tràng. Nhưng mà ở đây thứ nhất là nó không có cái hình ảnh và loét thật sự. Và cái thứ hai là nó không có các cái tổn thương mà gây co kéo, gây hẹp. Thì đấy là một trong những cái đặc điểm mà nó có khác biệt so với tổn thương ở trong Crohn. Và cái tổn thương mà viêm hồi tràng ngược dòng ở trong UC thì nó cũng có đặc điểm đấy là nó hay gặp ở cái nhóm bệnh nhân mà có phối hợp cùng với một số cái triệu chứng ngoài đường tiêu hóa, đặc biệt là viêm sơ đường mật tiên phát. Và những cái bệnh nhân mà có cái tổn thương dạng này thì thường là có cái tỷ lệ tái phát sau điều trị cao hơn, điều trị khó khăn hơn và cái nguy cơ xuất hiện các cái biến chứng trong quá trình theo dõi thì cũng cao hơn. Với cái đặc trưng là viêm lan tỏa ở bề mặt niêm mạc ở đại tràng thì tùy theo cái vị trí tổn thương mà sẽ chia ra làm các thể, như là thể tổn thương khu trú ở trực tràng, thể tổn thương ở trực tràng và đại tràng sigma, thể viêm đại tràng trái và thể viêm đại tràng toàn bộ. Cái phân loại phổ biến được sử dụng để đánh giá về cái mức độ lan rộng đấy chính là phân loại Montreal. Thì cái phân loại Montreal này sẽ chia ra làm ba nhóm, đấy là khu trú ở trực tràng, viêm đại tràng trái và viêm lan tỏa toàn bộ đại tràng. Đây là những cái hình ảnh tổn thương điển hình ở trong UC. Thì cái hình ảnh tổn thương điển hình đấy chính là mất cái mạng lưới mao mạch bình thường, niêm mạc thì mình thấy là phù nề, và sau đấy thì có thấy cả những cái tổn thương là dạng chợt loét và rất là dễ rỉ máu. Thì đây là những cái hình ảnh tổn thương khá là điển hình ở trong UC. Một cái điểm đặc trưng đấy là cái niêm mạc ở xung quanh thì có niêm mạc ở xung quanh cái vùng loét thì nó có cái tính chất viêm. Thì cái đây cũng là một trong những cái điểm khác biệt so với tổn thương ở trong Crohn. Khi mà bệnh tiến triển lâu năm ấy thì mình sẽ thấy những cái hình ảnh như là các cái cầu niêm mạc hoặc là các cái hình ảnh giả polyp. Một cái thang điểm mà khá nhiều bác sĩ nội soi sử dụng đấy chính là thang điểm Mayo. Thang điểm Mayo thì có một cái đặc điểm đấy là rất dễ đánh giá, tức là nó chia ra làm 4 mức độ. Mức độ 0 là thấy hình ảnh vẫn còn bình thường. Mức độ 0 là thấy hình ảnh bình thường thì ví dụ nếu như mà trong quá trình điều trị đánh giá lại mà thì mình có thể sử dụng cái Mayo này để mình đánh giá. Tiếp theo nữa là mức độ 1 thì chỉ thấy là cái niêm mạc nó mất cái mạng lưới mao mạch bình thường. Đến mức độ 2 thì sẽ thấy là mất mao mạch bình thường nhưng mà phù nề và bắt đầu có những cái chợt viêm loét nhỏ, và đến cái mức độ cuối thì thấy là có các cái chợt loét rất là rõ. Tuy nhiên thì nếu như mà sử dụng Mayo thì mình thấy là cái điểm tốt là dễ đánh giá. Nhưng mà nếu như mà trong quá trình điều trị mà nếu như mình muốn đánh giá một cách chi tiết hơn là cái tiến triển của bệnh nhân như thế nào thì rõ ràng là cái khoảng cách, cái độ khác biệt ở trong cái thang điểm Mayo nó rộng quá. Chính vì vậy nên là có một cái thang điểm khác đã được khuyến cáo sử dụng ở các hiệp hội như là ECHO hoặc là ACG, đấy chính là cái thang điểm UCEES. Thì cái thang điểm này nó có đặc điểm là vẫn là đánh giá hình thái mạch máu, tình trạng chảy máu của niêm mạc, tình trạng chợt loét. Nhưng mà ở từng cái đặc điểm này thì lại chia cái mức độ đánh giá và sau đấy thì cộng điểm. Thì đây là cái bảng quy đổi giữa điểm UCEIS và điểm Mayo. Thì đối với các cái đối với thực hành thì thường là các bác sĩ sẽ quen được sử dụng thang điểm Mayo. Nhưng mà đối với các nghiên cứu hoặc là trong quá trình theo dõi thì cái thang điểm UCEIS này thì sẽ có cái tính lượng hóa tốt hơn. Đây là cái bảng tổng kết các cái thang điểm lâm sàng cũng như là thang điểm nội soi hay được sử dụng trên thế giới. Thì chẳng hạn như mình thấy là Chulop and Wyss thì vẫn được sử dụng, nhưng mà Chulop and Wyss thì chủ yếu là đánh giá là lâm sàng và xét nghiệm. Thế còn nội soi thì UCEIS sẽ là một cái công cụ mà giúp đánh giá tổn thương và theo dõi hữu hiệu. Một câu hỏi tiếp theo đấy là làm sao mà phân biệt được cái tổn thương của viêm loét đại trực tràng chảy máu và tổn thương của Crohn? Thì nó sẽ có một số cái đặc điểm, cái khác biệt, ví dụ như là về phân bố tổn thương, về tính chất viêm của niêm mạc, về tính chất loét và một số những hình ảnh khác. Thì trong viêm loét đại trực tràng chảy máu, giống như là các cái hình ảnh đã chiếu, tức là tổn thương nó sẽ có tính chất là liên tục, đối xứng và thường là có cái tổn thương ở trực tràng, có cái hình thái mao mạch là thường là sẽ là bị mất.
và sẽ không gặp các cái hình ảnh như là loét after, loét dọc, loét sâu hoặc là loét hoặc là lát sỏi hoặc là tổn thương hẹp hay giò, thì những cái hình ảnh như vậy thì lại hay gặp ở trong Chrome. Về vấn đề sinh thiết thì giống như là trong khuyến cáo, các khuyến cáo đều nói, tức là thứ nhất là mình phải vào hồ tràng để quan sát xem có tổn thương không. Và khi mà sinh thiết thì mình cố gắng là mình sinh thiết cả cái vùng niêm mạc lành tính và cả cái vùng tổn thương. Nếu bệnh nhân vào đoạn cuối hồi tràng thấy hoàn toàn bình thường và không có các cái triệu chứng gì của đường tiêu hóa trên hoặc là không có các cái hình ảnh mà nghi ngờ là Crohn, thì không nhất thiết phải tiến hành nội soi dạ dày và các cái thăm dò về ruột non. Một câu hỏi tiếp theo mà các bác sĩ cũng rất quan tâm đấy là sinh thiết bao nhiêu mảnh và sinh thiết như thế nào thì sẽ làm tăng được cái giá trị chẩn đoán. Thì khuyến cáo của ECHO năm 2013 mà liên quan đến việc đọc giải phẫu bệnh của IBD thì khuyến cáo là mỗi vị trí mình sẽ phải sinh thiết ít nhất là 2 mảnh và nên sinh thiết cả đoạn cuối của hồi tràng. Và cái việc rất quan trọng đấy là để riêng ống, để dễ dàng cho các bác sĩ giải phẫu bệnh trong việc đánh giá tổn thương. Và khi mà đánh giá thì ngoài cái việc là dựa vào cái kết quả mô bệnh học thông thường thì rất cần cái sự phối hợp, tức là mình phải cung cấp cho các nhà giải phẫu bệnh thông tin liên quan đến lâm sàng cũng như là hình ảnh nội soi của người bệnh. Tiếp theo là vai trò của các phương pháp thăm dò chẩn đoán hình ảnh khác. Thì trong IBD thì có thể sử dụng một số cái phương pháp thăm dò chẩn đoán hình ảnh khác như là siêu âm bụng, chụp X-quang bụng không chuẩn bị, chụp Paris, chụp các lớp vi tính hoặc là chụp cộng hưởng từ. Nhưng mà giá trị của các phương pháp này như thế nào thì chủ yếu là các phương pháp này sẽ được chỉ định khi mà mình nghi ngờ là bệnh nhân có các cái tổn thương ở ruột non, hoặc là mình muốn đánh giá cái mức độ lan rộng của tổn thương, hoặc là khi mà mình nghi ngờ là bệnh nhân có các cái biến chứng. Thì đây là một số cái hình ảnh. Thì chẳng hạn như mình sẽ thấy là hình ảnh siêu âm thì thấy dày thành các cái quai ruột rất là rõ. Thế còn ở trên phim CT hoặc là ở trên phim chụp cộng hưởng từ thì đều thấy cái hình ảnh điển hình đấy là hình ảnh dày, các dày thành đại tràng cũng như là thâm nhiễm mỡ. Về mô bệnh học thì mô bệnh học đây là một trong những cái tiêu chuẩn rất là quan trọng để chẩn đoán IBD. Một cái quan trọng nữa đấy là chẩn đoán thể, tức là ngoài việc xác định đây là nhóm bệnh IBD thì một điểm rất quan trọng đây là thể gì, đây là UC, đây là Crohn hay là không phân típ, và có phát hiện được các cái biến chứng khác không, ví dụ có phát hiện được cái nguy cơ ung thư hóa ở các cái mảnh bệnh phẩm sinh thiết không, cũng như là loại trừ các cái trường hợp khác. Tuy nhiên thì độ chính xác của kết quả mô bệnh học thì theo như các nghiên cứu là độ chính xác đối với viêm loét đại trực tràng chảy máu thì cao hơn so với Crohn, nhưng mà nó chỉ loanh quanh độ khoảng 75%, và nó phụ thuộc rất nhiều vào số mảnh sinh thiết mà các nhà nội soi bấm, cũng như là việc phối hợp thêm với các dữ liệu lâm sàng. Đây là bảng tổng kết để thấy là đối với các nhà giải phẫu bệnh khó khăn như thế nào, bởi vì là sẽ có rất nhiều những cái loại viêm đại tràng khác nó cũng có thể có cái hình ảnh giải phẫu bệnh hơi giống như là IBD, chẳng hạn như là các trường hợp viêm đại tràng thiếu máu hoặc là viêm đại tràng tia xạ hoặc viêm đại tràng do thuốc cũng có thể có cái hình ảnh như vậy. Thế thì đối với các nhà giải phẫu bệnh, người ta sẽ tiếp cận theo hướng là trên cái đại thể thì có hay không có cái tổn thương của niêm mạc, sau đấy thì có những hình ảnh đặc trưng của IBD hay không. Nếu có hình ảnh đặc trưng của IBD thì nó là thuộc cái nhóm điển hình hướng theo Crohn hay là hướng theo UC hay là không phân được típ. Về đại thể thì thấy là cái ranh giới tổn thương giữa cái vùng tổn thương trong UC với vùng niêm mạc lành là nó tương đối là rõ. Và các cái hình ảnh tổn thương điển hình sẽ là tổn thương khe tuyến lan tỏa, các tổn thương khu trú ở niêm mạc tạo hình ảnh vi áp xe và có cái thâm nhiễm tế bào plasma ở lớp màng đáy. Về mặt đại thể thì để mà phân biệt với Crohn thì hình ảnh nó cũng, các cái tính chất nó cũng rất là giống như là mình làm ở trên nội soi. Thế còn về mặt vi thể thì cái sự khác biệt chủ yếu nó sẽ là sự thay đổi cấu trúc khe tuyến ở vị trí tổn thương và sự xuất hiện của các vi áp xe ở khe tuyến. Như vậy là chẩn đoán xác định UC thì thật ra là chẩn đoán xác định chung của IBD thật ra là không dễ. Tất cả các cái khuyến cáo từ Châu Á Thái Bình Dương 2010, ECHO 2017 cho đến ACG 2019 thì đều khẳng định là cái việc mà chẩn đoán bệnh lý này cũng là một cái việc tương đối là khó khăn và đòi hỏi là cái sự phối hợp của rất nhiều cái thông tin lâm sàng, nội soi và mô bệnh học. Ở đây thì cũng có một cái nghiên cứu mà trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi thì
chúng em cũng có tổng kết ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thì thấy là trong khoảng thời gian 7 tháng của năm 2020 thì thu nhận được 48 cái trường hợp bệnh nhân mà được chẩn đoán nội soi là nghi ngờ là IBD. Nhưng mà sẽ thấy một điểm đặc biệt, đấy là cái lần chẩn đoán mô bệnh học đầu tiên ấy, là cái lần mà khi mà bác sĩ nội soi sẽ ghi cái chẩn đoán là nghi ngờ là UC hoặc nghi ngờ là Crohn ấy, thì thấy là có 46% thì ra được, các nhà giải phẫu bệnh đọc kết quả được là điển hình của UC, có 10% là điển hình của Crohn, và có 44% thì chỉ trả một cái kết quả rất chung chung, đấy là tình trạng viêm đại tràng hoặc là viêm trực tràng mãn tính. Thì đấy chính là cái tình trạng mà các bác sĩ chúng ta gặp rất nhiều trên lâm sàng. Có nghĩa là mình nhìn rõ ràng là mình nghĩ đến là UC hoặc nghĩ đến là Crohn, nhưng giải phẫu bệnh thì lại đọc là viêm mãn tính. Thế thì sau đấy ấy, chúng em có hội chẩn lại, hội chẩn độc lập với hai chuyên gia giải phẫu bệnh. Thì cái kết quả của cái lần hội chẩn thứ hai, mà cái lần hội chẩn thứ hai này là được tiến hành vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9, tức là nó độc lập hoàn toàn, đọc lại tất cả các cái mảnh sinh thiết này, thì thấy là điển hình của UC ấy là lên là 69%. Tức là có khoảng độ tầm 10 bệnh nhân là sau khi mà được hội chẩn hai bác sĩ giải phẫu bệnh có kinh nghiệm thì nhìn thấy là có cái hình ảnh tổn thương điển hình của UC ở trên mô bệnh học. Crohn thì cũng có tăng, Crohn lên 14% và cái tỷ lệ Crohn thì lên 17%, và cái tỷ lệ mà mình không định tiếp được, không rõ là có phải là IBD không ấy, thì nó giảm xuống còn có 14%. Đây chính là những cái trường hợp mà trên hình ảnh nội soi rất là nghi ngờ là UC, nhưng mà kết quả giải phẫu bệnh lần 1 thì không trả lời được. Để chẩn đoán mức độ thì cũng có thể sử dụng cái phân loại nữa, đấy là cái phân loại Montreal. Thì cái phân loại này thì sẽ có 4 cái mức độ. Mức độ là hồi phục, mức độ là nhẹ dựa vào triệu chứng đi ngoài, phân có máu hay không, triệu chứng toàn thân và chỉ số viêm, và mức độ trung bình và mức độ nặng. Thế thì ACG 2019 thì cũng có tổng kết ra được các cái yếu tố mà tiên lượng nặng của bệnh nhân, thì bao gồm đấy là tuổi dưới 40, viêm toàn bộ đại tràng, mức độ tổn thương trên nội soi nặng, Mayo 3 hoặc là UC EIS là lớn hơn hoặc bằng 7. Nhập viện trong cái tình trạng là viêm đại tràng rất là nhiều, tăng chỉ số CRP hoặc là albumin máu thấp, thì đây là những cái yếu tố tiên lượng nặng. Về chẩn đoán phân biệt ý, thì đây là bảng tổng kết những cái bệnh viêm đại tràng khác mà có thể có triệu chứng lâm sàng và có hình ảnh nội soi rất là tương đồng. Trong đấy đặc biệt thì là cái nguyên nhân nhiễm trùng cũng rất là hay gặp, hoặc là các cái nguyên nhân không nhiễm trùng thì có là viêm đại tràng thiếu máu, viêm đại tràng do xạ trị, viêm đại tràng do thuốc, viêm đại tràng do tăng bạch cầu ái toan. Thì đây là hai cái hình ảnh mà em cũng xin phép là được lấy từ trong cái atlas của các nhà nội soi và giải phẫu bệnh ở Đài Loan. Họ có một cái cuốn atlas về các cái tổn thương viêm đại tràng mà gần giống như IBD. Thì ở đây là hai cái hình ảnh thứ nhất, đấy là hình ảnh viêm đại tràng do thiếu máu gặp ở một bệnh nhân bị tăng huyết áp. Và cái hình ảnh thứ hai là cái hình ảnh mà viêm đại tràng do tăng bạch cầu ái toan, thì trên mô bệnh học cũng thấy thâm nhập bạch cầu ái toan khá là rõ. Theo cái cách tiếp cận của ECHO năm 2017 ấy, thì khi mà đánh giá bệnh nhân thì mình sẽ cần phải đánh giá cái mức độ nặng, mức độ lan rộng của tổn thương. Và nếu trong trường hợp mà mình không loại trừ được nguyên nhân nhiễm khuẩn thì mình cần phải đánh giá lại sau 6 đến 8 tuần để khẳng định lại chẩn đoán. Và thăm dò ruột non thì mình sẽ chỉ đặt ra trong trường hợp mà có tổn thương manh tràng, có viêm hồi tràng ngược dòng, hoặc là có những cái trường hợp mình không phân biệt rõ được với Crohn. Và chỉ định nội soi dạ dày thì nên đặt ra đối với những bệnh nhân có triệu chứng đường tiêu hóa trên, hoặc là đối với nhóm bệnh nhân trẻ tuổi, dưới 20 tuổi. Em xin phép được kết thúc bài trình bày của mình ở một số cái điểm quan trọng mà em nghĩ là thông điệp của bài trình bày này. Thứ nhất đó là bệnh đang có xu hướng tăng lên trên thế giới, tại châu Á và cũng như ở Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn đang thiếu một cái dữ liệu toàn quốc. Thứ hai đấy là cơ chế bệnh sinh của bệnh thì khá là phức tạp, có cả các yếu tố di truyền, cả các cái yếu tố tự miễn, cả các yếu tố tác động của môi trường. Thứ ba đó là cái việc chẩn đoán xác định thì còn nhiều khó khăn và cần cái sự phối hợp của nhiều phương pháp và cần phải loại trừ các cái bệnh lý nhiễm khuẩn. Và thứ tư đấy là cần đánh giá cái mức độ nặng và mức độ lan rộng của tổn thương để có những tiếp cận điều trị và tiên lượng phù hợp. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của các quý thầy cô và các quý đại biểu.
cảm ơn bài báo cáo của tiến sĩ bác sĩ Đào Việt Hàn. Tiếp theo, bài báo cáo thứ hai đến từ đầu cầu của Hồ Chí Minh, đó là đã báo cáo về tổng quan điều trị viêm loét đại tràng. Xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Tấn Phát. Xin kính chào thầy giáo sư tiến sĩ Trần Quang Huy. Xin kính chào quý vị báo cáo viên và kính chào quý đồng nghiệp. Thì hôm nay thì tôi cũng rất là vui khi mà được mời tham dự trong cái chuyên đề này. Thực sự cái bệnh viêm loét đại tràng hiện nay thì về chẩn đoán giống như là tiến sĩ Hằng vừa trình bày cũng có rất là nhiều điểm lý thú và cũng có còn những cái chỗ mà chúng ta còn lấn cấn giữa cái Crohn và cái bệnh QC, thì ngay cả phần điều trị cũng vậy. Thì trên thực tế thì ở bản thân chỗ cái đơn vị của chúng tôi thì cũng còn rất là nhiều cái trăn trở và băn khoăn khi mà điều trị những cái trường hợp mà viêm loét đại tràng, đặc biệt là những trường hợp mà nhận từ các nơi khác tới, thì các bệnh nhân đã trải qua rất là nhiều cái điều trị khác nhau, và do đó khi đến cái cơ sở của chúng tôi thì chúng tôi tiếp nhận thì cái vấn đề điều trị còn khó khăn hơn nữa, và cũng còn rất nhiều cái thắc mắc. Có những cái hướng dẫn điều trị, tuy nhiên tùy từng ca, tùy từng trường hợp sẽ có những cái phương pháp, cái biểu hiện của những cái kết quả đặc biệt khác nhau. Ngay khi hôm nay tôi nghĩ rằng đây một cái chuyên đề rất là lý thú, để chúng tôi có thể qua cái chuyên đề hội thảo này học hỏi thêm một số kinh nghiệm. Xin phép được bắt đầu có bài báo cáo của tôi về một số cái tổng quan điều trị viêm loét đại tràng hiện nay. Xin phép nói lượt qua phần đại cương chút xíu. Đây là bệnh ruột viêm mãn tính gây ảnh hưởng trực tiếp đến đại tràng và trực tràng. Hiện tại thì nguyên nhân chưa rõ, tuy nhiên sinh bệnh học thì có rất nhiều yếu tố liên quan góp phần vào, và cái quan trọng là bệnh sẽ có những giai đoạn bùng phát, thoái lui bệnh, và thậm chí là rất là yên ổn, bệnh nhân rất là khỏe mạnh, tự nhiên lại tái phát một cách đột ngột và làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Và khi những cái đợt tái phát như vậy thì điều trị lại càng khó khăn hơn, và vấn đề chẩn đoán điều trị, theo dõi đáp ứng điều trị do một số cái khó khăn khách quan và chủ quan về vấn đề mà quản lý theo dõi bệnh nhân, do đó cũng gây ra nhiều khó khăn trong thực tế theo dõi chẩn đoán điều trị cho bệnh nhân. Thì nói sơ qua về cái viêm loét đại tràng thì chúng ta thấy rằng chắc chắn ngay bao giờ cũng vậy, chúng ta thấy cái phần trực tràng là luôn luôn sẽ hiện diện, gần như là sẽ hiện diện trong cái bệnh UC viêm loét đại tràng. Một tiếp theo đó thì giống như tiến sĩ Hằng đã trình bày về một cái phân loại Montreal mà hiện nay thì được sử dụng khá nhiều trên lâm sàng. Thì tôi chỉ nói thêm về cái viêm loét đại tràng trái, và sau đó thì nếu mà tiêu dạng toàn bộ đại tràng thì xin nhắc lại là có thể là nó chỉ là vượt qua khỏi cái đại tràng gốc lắc, thì có thể gọi là cái điều trị giống như là cái viêm loét đại tràng, chứ một số trường hợp là chúng ta không cần chờ đến là phải có biểu hiện ở đại tràng bên phải nữa thì chúng ta mới điều trị. Về diễn tiến bệnh thì về vấn đề diễn tiến bệnh thì ở đây chúng ta thấy cái bệnh lý đại tràng này nó rất là khó khăn. Nó giống như một tảng băng, cái phần chìm ở dưới nước, phần nổi chỉ là một bề mặt trên lâm sàng chúng ta thấy thôi. Còn bên cạnh đó nó có rất nhiều yếu tố khác mà chúng ta cần phải khảo sát, cần phải đánh giá về sinh hóa và về hình ảnh nội soi, và đặc biệt là hình ảnh biểu hiện mô học. Thì càng xâm nhập sâu bao nhiêu thì chúng ta càng thấy cái rắc rối, cái phức tạp của cái bệnh lý này càng thể hiện ra, và đó cũng dẫn đến vấn đề điều trị, theo dõi, chẩn đoán rất là khó khăn. Điều theo dõi điều trị và theo dõi cái đáp ứng cái điều trị của bệnh nhân rất là khó. Và mục tiêu điều trị thì chúng ta thấy rằng cái quan trọng nhất ngày nay ấy, người ta thấy rằng điều trị cố gắng làm sao để tấn công, để đạt được cái giai đoạn lưu bệnh thật là sớm. Vì khi chúng ta đạt được cái giai đoạn lưu bệnh sớm, sớm chừng nào tốt chừng đấy, đặc biệt là trong vòng 2 tuần đầu, nếu như mà chúng ta đạt được cái tình trạng lưu bệnh trên lâm sàng, thì bệnh nhân ngoài cái chuyện là họ rất là phấn khởi, thì nó cũng giúp các nghiên cứu cho thấy là tăng tỷ lệ cải thiện trong 6 tuần tiếp theo, nó sẽ mang đến kết quả rất là tốt nếu như chúng ta đạt được cái 2 tuần đầu tiên mà cái kết quả nó tốt. Và bên cạnh đó thì nếu như trong cái vòng 2 tuần đầu mà chúng ta đạt được kết quả tốt thì cái tính tuân thủ điều trị của bệnh nhân sau đó rất là quan trọng. Nhất là trong cái trường hợp như hiện tại như Việt Nam của chúng ta thì chúng ta chưa có những cái dạng thuốc mà phổ biến là xài một lần một ngày kéo dài cho 24 giờ. Và do đó thì cái tính tuân thủ điều trị của bệnh nhân, nhiều bệnh nhân của chúng tôi là có thể uống buổi sáng nhưng mà buổi tối họ lại quên, hoặc ngược lại buổi tối thì họ lại
có vấn đề đó, họ lại quên uống buổi sáng, cái liều thuốc ở trong ngày cũng không có đầy đủ, và cái tính tuân thủ điều trị của bệnh nhân cũng là một cái rất là quan trọng, nó giúp được cái kết quả tốt hơn. Và khi mà đã đạt được cái trạng thái mà lui bệnh sớm rồi, thì ở đây thì chúng ta thấy hiện nay thì vấn đề đạt được lui bệnh thì nó phải kể cả, nếu mà tính tối ưu nhất là về lâm sàng, về nội soi, về mô học và cả mức độ sinh học và phân tử của bệnh nhân. Và quan trọng là khi chúng ta sử dụng điều trị lâu dài, duy trì, chúng ta hay sử dụng corticoid, một số trường hợp thì nó sẽ diễn tiến tới cái tính vấn đề tình trạng là phụ thuộc corticoid, và nếu như không phụ thuộc corticoid chúng ta cắt được thì rất là tốt. Thứ ba là các loại bỏ các triệu chứng của đường tiêu hóa, thì một số các trường hợp chúng ta có thể đạt có, trên hiện tại bệnh nhân trên lâm sàng có thể bệnh nhân đạt được cái triệu chứng về tiêu hóa, nhưng mà trên nội soi thì chúng ta không thấy đạt được cái sự về diễn tiến và nó lui bệnh, nó tương ứng. Và ngược lại, trên nội soi một số trường hợp chúng ta thấy nội soi kết quả rất là tốt, tuy nhiên các triệu chứng của đường tiêu hóa thì vẫn hiện diện hàng ngày. Và bệnh nhân khi mà họ theo dõi, họ tái khám, họ theo dõi điều trị ngoại trú chẳng hạn, thì lúc đó thì cái vấn đề quan trọng đối với bệnh nhân, họ có thể họ không biết là cái nội soi như thế nào, trừ khi nào bác sĩ cho chỉ định nội soi thì họ mới biết. Nhưng mà cái quan trọng đối với hàng ngày để họ có thể là giúp họ tuân thủ và họ cảm thấy được cái chất lượng sống nó tốt, đó là cái triệu chứng của đường tiêu hóa. Và những cái rối loạn của đường tiêu hóa làm cho họ rất là khó chịu. Đặc biệt một số bệnh nhân của chúng tôi là làm công viên chức nhà nước, thì những cái trường hợp như vậy thì họ rất là khó trong vấn đề là di chuyển, đi công tác hoặc là trong công việc hàng ngày. Do đó các triệu chứng đường tiêu hóa cũng tại cái đơn vị của chúng tôi, mà tôi nghĩ là chắc chắn đơn vị của khác thì cũng như vậy thôi. Tại cái quan trọng là triệu chứng của bệnh nhân phải được cải thiện. Cái quan trọng tiếp theo đó là khi chúng ta mục tiêu điều trị làm sao ngăn ngừa cái biến chứng. Biến chứng này là biến chứng chả hết. Trong lúc điều trị cũng có những cái biến chứng của thuốc sử dụng, gặp corticoid, thuốc sinh học. Rồi sau đó là cái từ quá trình diễn tiến bệnh liệu có các biến chứng khác hay không. Diễn tiến của quá trình diễn tiến theo dõi cũng ngăn ngừa các biến chứng gây ra trên đường tiêu hóa. Cái quan trọng hơn, và chúng ta thấy rằng cái tăng chất lượng sống là đương nhiên, nếu như chúng ta đạt được lưu bệnh sớm, ngăn ngừa được các biến chứng, triệu chứng của bệnh nhân được luôn cải thiện tốt thì chất lượng sống sẽ tăng lên. Và tiếp theo đó đương nhiên là cái làm lành niêm mạc là phải đưa là phải đạt được, nhất là trong cái thời điểm hiện nay. Nếu chúng ta chỉ có cái lui bệnh, một cái cải thiện triệu chứng trên lâm sàng, không đạt được cái làm lành niêm mạc qua nội soi thì cũng không có tối ưu. Và cuối cùng, một số trường hợp chúng tôi thật sự thì chúng tôi cũng rất ít gặp, và cũng bởi vì bây giờ thì các thuốc thì khá nhiều. Thứ hai nữa là các đồng nghiệp, các anh chị em bên ngoại khoa cũng rất là băn khoăn khi mà dùng cái chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân. Do đó thì chỉ định phẫu thuật hiện tại thì rất là ít sử dụng, ngay cả tại đơn vị của chúng tôi rất nhiều ca mà chúng tôi hội chẩn với các anh em bên ngoài khoa cảm thấy rằng điều trị nội khoa có thể thất bại, nhưng mà để anh em người ta mà quyết định làm phẫu thuật thì rất là dè dặt. Và do đó thì phẫu thuật đúng chỉ định và đúng thời điểm đây là cũng là một cái rất là quan trọng, mà chúng tôi nghĩ thì có thể là sẽ cùng bên nội khoa sẽ cùng với các đồng nghiệp bên ngoại khoa phối hợp lại để xem cái thời điểm nào là đúng nhất về phẫu thuật như thế nào. Tại vì sau khi phẫu thuật thì anh em ngoại khoa từ một số ca họ cũng nhờ bên nội khoa theo dõi tiếp, chứ họ chỉ làm cái anh em ngoại khoa ta chỉ làm cái công việc duy nhất là phẫu thuật để mà giải quyết cái bệnh lý tạm thời cho bệnh nhân, và sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cái diễn tiến của anh nội khoa sau đó. Và đây là một cái mục tiêu điều trị. Ngày xưa chúng ta thấy rằng cái mục tiêu điều trị chúng ta sẽ nói đến là lành các cải thiện về triệu chứng lâm sàng, và trên nội soi thì chúng ta cải thiện hình ảnh nội soi, và tiếp theo đó là về mô học cũng cải thiện cái đặc điểm mô học cải thiện. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì người ta đưa thấy rằng cái vấn đề mà mức độ lành bệnh nó cần phải yêu cầu cao hơn và lành mức độ phân tử, có nghĩa là mục tiêu điều trị hiện tại vừa là triệu chứng lâm sàng, vừa là làm lành trên độ soi, lành trên tổn thương mô học và lành con đường phân tử, cái molecular, cái con đường gây bệnh của bệnh nhân để viêm ra đại tràng, mặc dù nguyên nhân chưa rõ nhưng mức độ phân tử nó có những cái diễn tiến của nó cũng khá phức tạp, và người ta muốn rằng ngay cả cái con đường đi đó nó cũng sẽ được lành lặn và nó cải thiện thì nó mới đạt được sự hoàn hảo trong cái lành bệnh của bệnh nhân. Về nguyên tắc điều trị thì chúng ta thấy rằng đây là một cái phương pháp đầu tiên, bây giờ người ta hay nói tới một cái từ là điều trị theo đích, điều trị trúng đích. Thì cái điều trị này trước đây thì thường được sử dụng trong mấy cái điều trị cao huyết áp, những cái rối loạn chuyển hóa, là điều trị cao máu để mà đưa đến cái giảm thiểu tối đa cái biến chứng của bệnh nhân và cái biến chứng trong quá trình điều trị, biến chứng sử dụng thuốc. Thì bây giờ cái quan niệm này Christo Stark cũng đã đưa đến, không phải là mới, nhưng mà cũng đã tương đối là mới. Cái điều trị hiện tại là cũng điều trị trúng đích luôn theo trên bệnh nhân của viêm đại tràng.
sẽ điều trị theo cái hướng này. Và cái vấn đề thứ hai là rất nhiều bệnh nhân chúng ta nói rằng điều trị duy trì, trong chúng ta là ngưng thuốc để duy trì bao lâu. Thực sự mà nói thì chúng ta có thể nói là 3 tháng, 6 tháng hoặc là 12 tuần, 24 tuần, thậm chí là 48 tuần. Tuy nhiên chính xác là bao nhiêu thì thật sự mà nói ngay cả các chuyên gia người ta cũng nói rằng cũng khó nói trước. Người ta chỉ dùng một cái từ là điều trị, nên điều trị lâu dài. Và với cái liều như thế nào, liều cũng không phải là quá thấp mà chứ không có điều trị lâu dài. Như vậy thì có suốt đời hay không? Chắc có lẽ là không đến nỗi là chúng ta phải sử dụng suốt đời, bệnh nhân phải sử dụng suốt đời, nhưng mà điều trị rất là lâu dài và khi nào thì nên dừng lại, hay là điều trị on demand, hay là điều trị từng đợt theo cái yêu cầu của thực tế của bệnh nhân thì chúng ta cũng chưa biết được. Thì cái đây vẫn là còn là một câu hỏi và chúng ta cần phải trả lời trong thời gian sắp tới. Và trong tương lai nếu mà có được cái câu trả lời thì chính xác thì sẽ lợi, bệnh nhân sẽ được lợi nhiều hơn và các nhà lâm sàng cũng sẽ rất là cũng đỡ lúng túng trong cái vấn đề điều trị. Và tất nhiên là chúng ta phải sử dụng cái phác đồ nào ít tập tính nhất, tại vì tất cả các thuốc đều nếu sử dụng lâu dài không ít thì nhiều cũng có thể có những cái, thậm chí nếu như không có những biến chứng can thận chỉ những cái biến chứng quá mẫn, những cái phản ứng quá mẫn của thuốc cũng có thể gây ra những cái biến chứng rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Và tất nhiên là phải điều trị giảm biến chứng mức tối thiểu, điều trị biến chứng thích hợp nếu như biến chứng xảy ra. Và một cái quan trọng đó là trong quá trình điều trị phối hợp với rất nhiều chuyên khoa, không phải là chỉ là nội khoa tiêu hóa và ngoại khoa tiêu hóa, mà trong nhiều trường hợp chúng tôi tại cơ sở của chúng tôi, một số trường hợp chúng tôi phải kết hợp thêm các anh em bên chuyên khoa bên Lao để phối hợp điều trị, đặc biệt là khi sử dụng cái thuốc sinh học, tại nó có những liên quan đến chuyên khoa Lao ở Việt Nam mình, một vùng dịch tễ Lao, và có nhiều trường hợp chúng tôi phải nhờ đến anh em bên Lao phổi, bên chuyên khoa Lao để phối hợp điều trị. Và quan trọng nhất là trong cái điều trị là dinh dưỡng, chúng ta nhiều khi chúng ta quên mất cái vấn đề điều trị dinh dưỡng của bệnh nhân. Chúng ta chỉ quan tâm đến dùng thuốc nào và biến chứng ra sao, cái đáp ứng như thế nào, và chúng ta sẽ sử dụng thuốc để mà làm sao cho bệnh nhân đạt kết quả tốt nhất. Nhưng mà chúng ta quên mất một cái điều là trong cái quá trình đó bệnh nhân không được chú trọng đến dinh dưỡng. Một khi không được chú trọng dinh dưỡng thì dễ dẫn đến tình trạng rối loạn dinh dưỡng, ảnh hưởng đến cái hệ vi khuẩn trí cái ruột và cũng sẽ ảnh hưởng chất lượng điều trị. Có thể nó làm giảm đi cái chất lượng điều trị. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải quan tâm đến những cái tâm lý, tình cảm của bệnh nhân. Những trường hợp là chúng tôi cũng gặp một bệnh nhân là bệnh nhân đang mang thai và có dấu hiệu của viêm nhiễm đại tràng, cũng đem lại rất nhiều khó khăn cho bác sĩ trong vấn đề giải thích điều trị, tại vì mang thai bố đứa con rất là quý. Do đó thì nhưng cứ hỏi một câu là bây giờ có nên điều trị không, có giữ được con của tôi hay không bác sĩ, thực sự rất là khó trả lời cho bệnh nhân. Tôi phối hợp rất nhiều yếu tố, thậm chí là cả đại gia đình của họ còn phải giải thích. Do đó thì trong quá trình điều trị chúng ta phải chú ý cả các vấn đề tâm sinh lý của bệnh nhân, tâm lý và những cái liên quan đến cuộc sống của họ. Và quan trọng nhất bao giờ cũng vậy, thì chúng ta có rất nhiều cái tổng quan, chúng ta có rất nhiều cái guideline hướng dẫn. Tuy nhiên thì mỗi guideline ở mỗi quốc gia nó có thể nó khác nhau, nó không giống nhau. Mỗi cái quần thể bệnh nhân, mỗi cái vùng miền nó khác nhau, và do đó bao giờ nó cũng giống như những cái điều trị khác. Chúng ta phải cá thể hóa điều trị. Guideline hướng dẫn có là chúng ta tham khảo và chúng ta theo những hướng dẫn đó để mà tìm những cách tốt nhất cho bệnh nhân. Tuy nhiên tùy bệnh từng bệnh nhân chúng ta sẽ có những cái điều trị nó thích hợp. Các nhóm thuốc điều trị xin nói sơ qua thì quý đồng nghiệp cũng biết rồi, chúng ta có một số nhóm thuốc rất là phổ biến trong cái điều trị của UC và viêm loét đại tràng. Thì đây là các nhóm thuốc mà chúng ta gặp trên thực tế. Đây là một cái tài liệu cũng khá mới, phân loại của các nhóm thuốc thì tôi cũng xin phép đưa lên đây để cho các quý đồng nghiệp xem một số cái thuốc, ví dụ từ nhóm 5-ASA, corticoid, immuno là ức chế miễn dịch, rồi những thuốc sinh học, thuốc cây gần đây xuất hiện nhất là cái ức chế cái gendoskina, tofacitinib. Thực sự cái này chúng tôi cũng chỉ đọc cái tài liệu của Việt Nam này nhưng cũng chưa có cái này. Một số nhóm thuốc điều trị khác thì chúng ta thấy một số dạng thuốc, ví dụ như là các cái thuốc đang trong quá trình nghiên cứu và những cái thuốc đã được lưu hành trên thế giới. Thì chúng ta thấy Việt Nam chúng ta hiện tại có các tacrolimus cũng rất là phổ biến từ trong các bệnh lý ghép cisplatin. Còn cái vedolizumab đây là một cái thuốc mà thông thường đó hiện tại nếu như mà điều trị những cái thuốc sinh học, ví dụ như inlicimab hay là adalimumab mà thất bại thì có thể sử dụng cái thuốc này, nhưng mà hình như Việt Nam cũng chưa có. Theo tôi biết chúng ta có adalimumab, có inlicimab và golimumab, hình như chúng ta không biết sắp có hay sao đó, nhưng mà chắc chắn chúng ta đang có adalimumab và inlicimab. Về các bước điều trị, tiếp cận điều trị thì ở đây chúng ta có một cái hình tháp
và chúng ta thấy nổi lên một cái điều là điều dinh dưỡng là xuyên suốt từ đáy cho tới đỉnh, từ lúc nằm massage đến lúc bệnh nhân thất bại điều trị và phải sử dụng phẫu thuật. Bên cạnh đó thì cái phương biện pháp điều trị hiện nay mà phổ biến nhất, đặc biệt ở Việt Nam, thì thực ra cách đây có giống như hồi nãy là thầy Huy cũng có nói là chúng ta step up hay là top down. Thì đa số các nước trên thế giới hiện tại, ngay cả những cái nước phát triển, thì tôi cũng có cái cơ hội là trước đây khoảng vài năm thì tham dự một cái hội nghị IBD toàn cầu tổ chức tại châu Âu, Barcelona, thì cũng nói rất nhiều là top down hay là step up hay là top down. Tuy nhiên thì do hiện tại cái thuốc ức chế sinh học này tùy theo quốc gia nữa, ngay cả trong khu vực chúng ta Singapore nó cũng khác, mà bên Hàn Quốc cũng khác, cái chính sách bảo hiểm y tế nó khác. Do đó thì ngay cả các quốc gia hiện đại trên thế giới, phát triển thế giới, người ta cũng chuộng cái là step up hơn, cũng như là khởi đầu bằng năm massage. Của các tác nhân sinh học thì sẽ sử dụng khi mà những cái biện pháp khác thất bại. Còn một số quốc gia hay là một số vùng hay là một số cái tác giả cũng khuyến cáo là nên sử dụng top down ngay từ đầu, dùng tác nhân sinh học ngay từ đầu. Thì hiện tại đối với Việt Nam chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ dùng cái step up đi lên cho nhiều yếu tố, và chúng ta phải sử dụng cái con đường này, thì chúng ta chưa có thể sử dụng được cái top down đi xuống. Và một số cái hướng dẫn lâm sàng liên quan thì về cái điều trị UC thì của ECHO 2007, của Mỹ 2019, 2020, thì một cái số hướng dẫn này được dựa vào đó để chúng ta có những cái tổng quan và một hướng dẫn của cái điều trị của UC, đặc biệt là từ mức độ nhẹ đến trung bình, từ trung bình đến nặng. Thì ở đây người ta nhắc nhiều đến những cái ví dụ như vấn đề lành niêm mạc, thì đây là cái rất là quan trọng, tại vì để chúng ta có cái đáp ứng lâm sàng, nhưng mà niêm mạc chưa lành thì bệnh cũng không có ổn định được. Đây một số cái hướng dẫn khác được thưa quý vị. Và đây một cái khuyến cáo thì người ta thấy rằng nên điều trị ban đầu với năm massage là cái gốc lõi, cái nhóm aminosalicylate này là gốc lõi của cái điều trị, của đặc biệt là trong cái khuyến cáo điều trị viêm lết đại tràng từ nhẹ trung bình, thì năm massage là được là thuốc chọn lựa đầu tiên. Và khi chúng ta sử dụng không có năm massage, không dung nạp hay là không đáp ứng tốt, dù mặc dù chúng ta đã tối ưu hóa cái liều rồi, chúng ta sẽ phối hợp với corticoid, thì cái điều này rất là phổ biến. Và cái corticoid tác dụng tại chỗ thì nó nên được dùng trước khi sử dụng corticoid toàn thân. Một số hướng dẫn thì xin phép liệt kê ra đây, ví dụ như hướng dẫn điều trị viêm lết đại tràng nhẹ trung bình theo ECHO 2017, thì nó thấy ngay giai đoạn tấn công thì viêm lết đại tràng thì vẫn là cái năm massage. Năm massage thì ngay cả viêm lết đại tràng trái, viêm lết đại tràng toàn bộ đại tràng, người ta cũng sử dụng cái năm massage, và cái liều nó có thể thay đổi từ 2,4 đến 4,8 gram. Và người ta thấy rằng cái đối với cái năm massage mà đường trực tràng á, thì đặc biệt trong cái viêm lết trực tràng và ngay cả cái viêm lết toàn bộ đại tràng hay là cái viêm lết đại trái, thì cũng có thể sử dụng cái đường trực tràng. Một cái đường trực tràng của năm massage, cái của năm massage nó sẽ có tác dụng tốt hơn là cái dạng đặt tại chỗ của cái corticoid. Và khi chúng ta sử dụng cái này thì chúng ta có thể sử dụng cả cái đường đặt trực tràng và đường uống cho bệnh nhân. Và trong cái hướng dẫn khuyến cáo của ASEAN Mỹ 2019 cũng vậy, người ta thấy rằng đối với cái viêm lết đại tràng mà từ dạng nhẹ đến dạng trung bình, nếu như nó đáp cái liều chuẩn nó không có đáp ứng, thì chúng ta có thể tăng cái liều lên là cái liều cao hơn, ví dụ và cái liều cao liều chuẩn thì khoảng 2 đến 3 gram cái mesalazine một ngày, còn đối với cái liều cao thì chúng ta sẽ có thể sử dụng trên 3 gram, 4 gram, và một số trường hợp có thể sử dụng đến 6 gram một ngày. Điều trị tấn công, và giờ người ta cũng phát cái nghiên cứu so sánh như liều chuẩn và liều cao so với liều thấp, thì chúng ta thấy rằng ở đây rõ ràng là trong cái giai đoạn điều trị tấn công viêm lết đại tràng, thì nếu chúng ta dùng cái điều chuẩn nó sẽ tốt hơn là cái điều thấp, và chúng ta dùng cái liều cao nó sẽ tốt hơn là cái điều chuẩn. Vì đó thì chúng ta có thể bắt đầu từ cái liều chuẩn, và sau đó nếu không có tác dụng hoặc không đáp ứng tốt như mong muốn trên lâm sàng, thì chúng ta có thể chuyển sang cái liều cao ở trên 3 gram một ngày. Một cái hướng dẫn khác trong giai đoạn tấn công thì chúng ta sẽ có giai đoạn duy trì. Trong giai đoạn duy trì này thì chúng ta thấy rằng cái duy trì nếu bệnh nhân đáp ứng tốt thì cái năm ASA bằng đường uống khoảng 2 gram một ngày cũng rất là tốt cho bệnh nhân, và có thể đạt được cái tình trạng duy trì của bệnh. Và chúng ta có thể không cần phải sử dụng cái dạng đặt mỗi ngày, và nếu sử dụng ta có thể sử dụng cái dạng đặt năm massage trong 3 lần một tuần là đủ. Và điều trị duy trì viêm lết đại tràng ở đây chúng ta cũng thấy, thí dụ như chúng ta dùng cái liều thấp so với cái liều giả dược, và cái liều chuẩn so với liều giả dược, thì tất nhiên liều chuẩn thì nó vẫn tốt hơn là so với cái liều thấp, và tốt hơn so với cái liều giả dược.
Và đối với trường hợp cấp tính nhẹ trung bình thì ở đây có một cái đồng thuận Toronto chúng ta hay sử dụng trong các cái ngày nay thì cũng rất là phổ biến, và chúng tôi cũng tham khảo cái đồng thuận này rất là nhiều. Bên cạnh những cái đồng thuận của ECHO của Hội Tiêu hóa Mỹ thì cái viêm nát đại tràng trái và viêm nát toàn bộ đại tràng thì đây là một cái sơ đồ người ta có thể đưa ra để chúng thấy sau khi chúng ta sử dụng 5 ASA. Và nếu như trong cái viêm nát đại tràng toàn bộ này thì chúng ta có, nếu như họ khuyến cáo nếu mà chúng ta có cái quy đề sonai mà dạng Elmit của cái kỹ thuật sử dụng ma trận á, thì chúng ta sẽ sử dụng nó tốt hơn. Chúng ta có thể sử các cái dạng quy đề sonai khác thì chúng ta có thể thay cho cái năm ASA trong cái điều trị viêm nát toàn bộ đại tràng. Và bên cạnh đó sau khi điều trị đánh giá đúng lâm sàng sau 4 tuần đến 8 tuần thông thường là chúng tôi để dành khoảng 8 tuần chúng tôi đánh giá lại, 4 tuần thì chỉ đánh giá ban đầu, 8 tuần thì đánh giá kỹ hơn và cho bệnh nhân nội soi lại kiểm tra và đánh giá về mức độ lâm sàng tất cả các xét nghiệm sinh hóa. Thì nếu bệnh nhân không đáp ứng thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao tối ưu hóa cái liều 5 ASA. Ở đây nó có một cái khuyến cáo mà y văn cũng hay nói và các tác giả cũng hay nói là về mặt nguyên tắc thì tất cả các cái 5 ASA của các cái sản phẩm khác nhau, của các cái tên khác nhau thì gần như là cái tác dụng nó tương đương với nhau, nó là 5 ASA. Tuy nhiên thì có một cái cũng khá tế nhị chỗ này là nếu như một cái 5 ASA nào không tác dụng, chúng ta có thể chuyển đổi một cái 5 ASA khác của một cái tên thuốc khác chẳng hạn bất kỳ, thì để xem thử thêm biết đâu thì cái 5 ASA này nó không có đáp ứng nhưng mà với một cái dạng bào chế khác của một cái đơn vị khác thì có thể đáp ứng. Và đây là một cái yếu tố người ta cũng lưu ý mình, tại vì nếu chúng ta tối ưu hóa cái liều ví dụ như 4.8 gram một ngày, ví dụ những trường hợp mà xài cái liều một lần một ngày 4.8 gram một ngày, thậm chí chúng tôi sử dụng 6 gram một ngày thì chúng tôi sẽ thay đổi cái 5 ASA. Nhưng mà thực ra thì trên thị trường của chúng ta hiện nay thì trên thực tế chúng ta không có cái nhiều cái option để chọn lựa cho cái biện pháp này để mà thay thế cái một 5 ASA khác. Từ đó thì chúng ta phải tìm một cái phương pháp khác để điều trị cho bệnh nhân. Và sau 4 tháng đến 10 nếu mà cái đáp ứng lâm sàng sau 4 8 tuần này có thì tiếp tục sử dụng 5 ASA và cái có thể sử dụng thêm cái kết hợp thêm cái tiếp tục xài cái 5 ASA của thực tràng. Và nếu như không có đáp ứng thì sẽ sử dụng thêm cái corticoid và đường uống hoặc là thực tràng. Và viêm cấp tính trung bình nặng thì ở đây chúng tôi xin phép đưa thêm vài cái dữ liệu về corticoid đường uống. Ví dụ như không đáp ứng với lại 5 ASA rồi đáp ứng lâm sàng không tốt thì chúng ta sử dụng chuyển sang cái đường uống, và trong cái đường uống này thì cũng tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ đánh giá lại lâm sàng và xem có kháng trị của tiêu hóa hay không. Nếu có kháng trị thì chúng ta sẽ sử dụng theo cái thuốc tác nhân sinh học, và nếu mà đáp ứng tốt thì chúng ta có thể tiếp tục điều trị theo cái hướng dẫn. Về kháng trị phụ thuộc của steroid thì xin nói thêm một chút xíu là thường nếu những trường hợp mà kháng corticoid thì chúng tôi sẽ sử dụng tối đa cái liều của tiêu chí của bệnh nhân 40-60 gram một ngày. Và tiêu chí thì một số cái tiêu chí kháng trị ví dụ như về lâm sàng thì đại tiện hơn 2 lần một ngày, điều trị steroid tĩnh mạch thì tỷ lệ phẫu thuật trong những trường hợp này là 55%, về đại tiện thì trên 8 lần một ngày hoặc 3-8 lần một ngày cộng với CRP trên 45 ml của ngày thứ 3 sau khi theo dõi điều trị steroid tĩnh mạch thì tỷ lệ phẫu thuật sẽ là 85%, nghĩa là sẽ thất bại rất là cao. Và tiêu chí cận lâm sàng nếu như mà nhờ cái VS nó tăng trên 75 hoặc nhiệt độ lúc nhập viện trên 38 độ C thì nguy cơ phẫu thuật của bệnh nhân sẽ cao hơn gấp 5-9 lần. Một số tiêu chí về chẩn đoán hình ảnh đại tràng giãn trên 5.5 cm, hình ảnh đảo cái niêm mạc, rồi tắc ruột, ít quang bụng không chuẩn bị, nguy cơ phẫu thuật là 73-75%. Về nội soi thì nên thực hiện nội soi trực tràng sigma dựa theo đánh giá mức độ. Thì trong những trong quá trình này thì thực ra thì nội soi rất là nguy hiểm và cũng rất là khó khăn, thì cái biến chứng rất là cao, do đó thì thực ra thì cũng theo kinh nghiệm của chúng tôi thì cũng rất hạn chế trong cái nội soi trong giai đoạn cấp tính này, và chủ yếu là chỉ soi thuốc trực tràng thường lên cái sigma cũng rất là khó khăn. Bên cạnh đó thì đa số các trường hợp, thật ra thì chúng tôi cũng có một cái may mắn là trong thời gian vừa qua thì tất cả các bệnh nhân mà đưa đến cái giai đoạn mà viêm đại tràng cấp nặng xuất huyết chảy máu tiêu hóa dưới do cái viêm loét trực tràng đại tràng thì chúng tôi dùng corticoid, thì thật ra cái số lượng bệnh nhân không nhiều, trong khoảng và trong năm qua thì khoảng chừng vài bệnh nhân hay khoảng 3 bệnh nhân thì sau khi dùng corticoid khoảng 2 ngày 3 ngày thì đáp ứng tốt và chúng tôi chuyển sang đường uống và tiếp tục điều trị theo hướng bảo tồn. Và có một cái là cái liều phụ thuộc steroid, liều phụ thuộc corticoid thì cũng thật ra mà nói thì khi đang điều trị nếu mà ngưng thì bệnh nhân lại ngưng corticoid sẽ lại tái phát các triệu chứng,
và khi dùng lại cái liều tấn công như ban đầu thì lại đáp ứng trở lại, thì khi giảm liều xuống thì lại bị tái phát cái triệu chứng. Do đó thì có lẽ là cái này là một cái dạng của cái phụ thuộc steroid, phụ thuộc corticoid. Và cái liều chúng tôi thường thường sử dụng khi theo chúng tôi thấy khoảng từ 20 mg giảm xuống 15. Tuy nhiên có một số trường hợp giảm xuống khoảng còn 10 mg một ngày là chúng tôi có thể thấy thấy bệnh nhân có cái tái phát cái triệu chứng. Có thể cái phụ thuộc liều steroid này nên có phải là 15 mg là cái chuẩn hay không thì thực sự cũng không rõ ràng lắm. Thì trên thực tế có thể là cao hơn cũng có thể là thấp hơn. Vì khi chúng ta giảm liều cái corticoid xuống là bệnh nhân có triệu chứng và chúng tôi sẽ ngưng ngay trong vòng 48 tiếng, chúng tôi sử dụng lại cái liều như cũ. Về kháng trị về hoặc phụ thuộc corticoid thì chúng ta chắc chắn lúc đó sẽ sử dụng đến những cái thuốc về sinh học. Thì ở Việt Nam thì chúng ta cũng chưa có cái vedolizumab, và ngay cả cái vedolizumab này là được khuyến cáo đa số các trường hợp là khi điều trị thất bại bằng indicimab hoặc là alimumab, mà Việt Nam chúng ta đang sử dụng khá phổ biến, thì khuyến cáo sử dụng qua cái vedolizumab. Một cái tài liệu mới năm 2020 thì một cái định nghĩa khác của cái viêm loét đại cấp tính, các tác giả cho một cái hướng điều trị khác, ví dụ như cái tiêu chuẩn viêm loét đại trực tràng cấp tính nặng thì ví dụ như đi cầu hơn 6 lần một ngày, một số tiêu chuẩn khác như hemoglobin nhỏ hơn 175, tốc độ lắng máu trên 30 hay là CV trên 30, sốt trên 37.8, mạch trên 90, ta sử dụng corticoid. Thì đây là một cái hướng dẫn cũng khá là chi tiết. Chúng ta dùng methotrexate 125mg một ngày hoặc hydrocortisone 100. Trước đây thì chỉ dùng khoảng 2 lần một ngày. Hiện nay thì tại đơn vị chúng tôi cũng dùng 4 lần một ngày cho bệnh nhân. Và cái đây một khuyến cáo sử dụng 4 lần. Và nếu như bệnh nhân chưa sử dụng cái azathioprine thì chúng ta sẽ điều trị theo một cái hướng khác. Nếu như bệnh nhân đã từng sử dụng azathioprine hoặc là đã thất bại điều trị với tiền căn thất bại điều trị thì chúng ta sẽ có một cái hướng điều trị khác, sử dụng indicimab, sau đó cuối cùng theo dõi tiếp bệnh nhân, nếu như có đáp ứng thì tiếp tục duy trì. Nếu không thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến phẫu thuật. Tuy nhiên phẫu thuật anh em bên ngoại khoa rất là ngại ngùng và rất là cân nhắc trong các trường hợp này. Nhiều khi là chúng ta cứ về phía nội khoa thì chúng ta nghĩ rằng cái này không có điều trị nội khoa được nữa thì nên phẫu thuật. Nhưng mà có những trường hợp rõ ràng là cái tổn thương nó lan rất là rộng đại tràng, chưa phải là một cái toàn bộ đại tràng hay là chưa vượt qua gốc lách, nhưng mà nếu như mà cắt hết một cái đại tràng trái và sau đó thì cái tiên lượng của bệnh nhân rất là khó. Và đối với anh em ngoại khoa họ cũng rất là cân nhắc. Do đó thì gần như là trong 5 năm qua chúng tôi chỉ có một ca là nhờ đến phẫu thuật là các anh em ta cắt bỏ cái phần đại tràng của bệnh nhân, và cũng may mắn là sau đó bệnh nhân khỏe. Cho theo dõi tới nay thì bệnh nhân cũng hoàn toàn khỏe mạnh và may mắn là chưa có tái phát, không có sử dụng thuốc nữa. Về phía dinh dưỡng thì chúng ta thấy dinh dưỡng là một cái yếu tố rất là quan trọng trong điều trị của viêm đại tràng. Trong quá trình điều trị bệnh nhân sẽ mất rất là nhiều chất, thiếu rất là nhiều cái vi chất khoáng chất, và khi chúng ta điều trị chúng ta không để ý đến cái dinh dưỡng của bệnh nhân. Có một cái chi tiết thêm nữa là trong cái dinh dưỡng này đa số các trường hợp, ví dụ như hiện tại ở cơ sở của chúng tôi thì có cái khoa dinh dưỡng, có khoa dinh dưỡng thì những trường hợp này chúng tôi đều nhờ đến cái khoa dinh dưỡng linh chỉnh cái chế độ ăn cho bệnh nhân theo cái bệnh lý viêm loét đại tràng. Tuy nhiên này có một cái lưu ý là những cái chế phẩm mà liên quan đến sữa thì bệnh nhân uống vô thì đa số trường hợp là bệnh nhân sẽ có cái rối loạn tiêu hóa và bệnh nhân đi tiêu chảy thêm nữa, cho sẽ gây nhầm lẫn với lại cái điều trị, và không biết là cái triệu chứng của bệnh nhân nó khá hơn, nó tệ hơn hay là do cái sữa. Nhưng mà đa số trường hợp chúng tôi ngưng những cái loại sữa đó, các cái loại sữa thì chúng tôi thấy trường hợp của bệnh nhân cải thiện hơn và cái triệu chứng đi rối loạn tiêu hóa nó sẽ ngưng ngay và nó cải thiện rất là nhiều. Một số yếu tố để chúng ta có thể dự đoán cái viêm loét đại tràng cấp tính hoặc là nặng thất bại của dịch corticoid thì xin đưa thêm một số cái dữ liệu. Đây là một cái đánh giá khoảng 3 ngày sử dụng của corticoid. Thì chúng ta thấy rằng có một số tác giả đưa lên các cái con số, trong đó có cái tần suất đi cầu, rồi có cái sử dụng cái hình ảnh của đại tràng thì cũng như đã nói trên là trên 5.5 cm, và albumin lúc nhập viện. Thì đây một số cái yếu tố đưa thêm để với đồng nghiệp thấy. Về phẫu thuật thì chúng ta thấy rằng trong cái quá trình tất cả diễn tiến của bệnh nhân viêm loét đại tràng thì các nghiên cứu cho thấy rằng cái thống kê cho thấy khoảng từ không phải là ít, thật ra không phải là ít, có thể gần tới 1/4 các bệnh nhân phải sử dụng đến cái biện pháp phẫu thuật. Và tại Chợ Rẫy thì ngay cả cái khoa tổ tiêu hóa chúng tôi thì trong vòng mấy năm nay chỉ có một ca là chúng tôi phẫu thuật cho bệnh nhân thôi. Và cái tiêu chuẩn của phẫu thuật là tất nhiên không đáp ứng điều trị nội khoa với tất cả các thuốc, tất cả các kỹ đoạn, và đã điều trị, đã tối ưu hóa điều trị, và chuyển đổi thuốc, phối hợp thuốc và vẫn thất bại thì mới chúng tôi sẽ mới sử dụng đến cái ngoại khoa.
một cái quan trọng nữa trong cái chỉ định phẫu thuật là bệnh nhân hoàn toàn không có dùng nạp thuốc, và đây cũng là một cái chỉ định khá là cưỡng chế, tại vì bệnh nhân không dùng nạp thuốc không thể để điều trị được. Chúng tôi có một cái trường hợp cũng rất lâu rồi, bệnh nhân uống bất kỳ thuốc gì bệnh nhân cũng bị dị ứng hết. Trước đó thì cũng dị ứng khoảng 5 loại kháng sinh, bệnh nhân bị dị ứng khoảng 5 loại kháng sinh thì chắc cái này cũng khoảng mười mấy năm rồi. Khi mà bệnh nhân đi đâu cũng đưa ra một cái danh sách thuốc bệnh nhân bị dị ứng, và thậm chí tôi nhớ rõ là trong cái danh sách thuốc dị ứng bệnh nhân có cả cái paracetamol, acetaminophen. Bệnh nhân cảm cúm mà uống acetamol là bệnh nhân khó chịu, là chóng mặt, nhức đầu thêm nữa và khó thở. Cho nên cuối cùng mỗi khi mà bệnh nhân này mỗi khi mà dùng thuốc mà cảm cúm những lần số mũi thì chỉ dùng được aspirin thôi, paracetamol cũng không uống được. Là bệnh nhân này là bệnh nhân mà cực kỳ là khó điều trị, và sau đó thì là sử dụng đến ngoại khoa. Nhưng mà khi điều trị ngoại khoa thì các anh em cũng rất cân nhắc, tại sau khi mổ thì phải sử dụng một số thuốc, thậm chí là có thể phải dùng kháng sinh nếu như mà có cái biến cố xảy ra, thì anh em ta cũng rất ngại. Sau đó bệnh nhân này thì rất tiếc là bệnh nhân chuyển sang sử dụng thuốc đông y chứ không có OTI nữa, và chúng tôi cũng mất liên lạc với bệnh nhân, không biết như thế nào. Biến chứng thủng ruột thì trong cái biến chứng thủng ruột đương nhiên là đây là biến chứng ngoại khoa bắt buộc chúng ta phải phẫu thuật để giải quyết cho bệnh nhân. Một số trường hợp xuất huyết đe dọa tính mạng bệnh nhân thì cũng có chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên ngày nay thì đối với những xuất huyết này cũng rất là khó để mà các anh em ngoại khoa họ cầm dao để mà họ đặt phẫu thuật cho bệnh nhân. Do đó thì đây là những cái chỉ định mà phải có thể sử dụng khi mà chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta phải rất là cân nhắc, tại vì không phải là chúng ta quyết định mà còn cái anh em ngoại khoa người ta sẽ cân nhắc quyết định. Bệnh đại tràng nhiễm độc đây là một cái chỉ định ngoại khoa, chúng ta không bàn cãi gì nữa rồi. Và có các tổn thương tân sinh liên quan, và đặc biệt là trong quá trình phát triển bệnh và không có loại trừ những tổn thương này có thể diễn tiến nguy hiểm, thì có chỉ định phẫu thuật hoặc là những cái liên quan đến thuốc và sinh học cho đến những cái tổn thương tân sinh. Xin có một cái bản tổng kết lại về cái phát họa lại về cái viêm lết đại tràng từ các mức độ nhẹ, trung bình, nặng, cấp nặng. Thì theo như tôi biết ban đầu thì trong cái chuyên đề hôm nay thì chúng ta sẽ chủ yếu là focus tập trung vào cái viêm lết đại tràng mức độ nhẹ đến trung bình, và sử dụng những cái thuốc mà cơ bản nhất mà Việt Nam chúng ta đang có và thấy gặp nhiều nhất. Do đó thì đây là một cái bản trình bày có thể là sơ khởi về chung, đánh giá chung về cái ba mức độ nhẹ, trung bình nặng và cấp nặng, cách tiếp cận của bệnh nhân. Thì trong đó chúng ta thấy rằng cái chính cho tới ngày nay thì Namasa vẫn là cái thuốc cơ bản nhất để mà sử dụng trong cái điều trị viêm lết đại tràng, đặc biệt là mức độ nhẹ, trung bình và một số trường hợp nặng kết hợp với corticoid. Và sau đó thì nếu mà tiếp tục Namasa thì như thế nào, khi nào thì phụ thuộc thì điều trị ra sao, thì mới càng nhiễm độc như ví dụ. Mà tiếp cận đối với viêm lết đại tràng mà cấp nặng thì chúng ta phải tiếp cận rất nhiều phương thức, đa mô thức, tiếp cận đa chiều và điều trị cho bệnh nhân. Và phẫu thuật bao giờ một cái rất là phải cân nhắc, và khi đánh giá giảm liều như thế nào và điều trị cứu vãn bằng cisplatin hay imlunestrant trong cái trường hợp nặng, hay là phải cuối cùng lại phải đi đến phẫu thuật. Chúng ta thấy phẫu thuật xuất hiện khi mà chúng ta tiếp cận rất là nhiều hướng đánh giá điều trị thay đổi thì thất bại hết thì vẫn phải sử dụng đến phẫu thuật. Và sau phẫu thuật thì như thế nào là thực sự thì chúng tôi cũng không biết được, trên thực tế thì rất là khó khăn. Xin phép có vài cái kết luận là bao giờ cũng vậy, cho tới hiện nay đạt được mục tiêu mà lưu bệnh sớm, đặc biệt trong vòng 2 tuần đầu là mục tiêu điều trị chính của chúng ta trong vấn đề điều trị khi viêm lết đại tràng. Tại vì nó sẽ giúp cho bệnh nhân tuân thủ tốt hơn, giảm các biến chứng sau này trong quá trình điều trị và trong quá trình theo dõi của diễn tiến bệnh. Và điều lưu bệnh ngày nay đều phải đạt được rất là không phải là yêu cầu của ngày nay là thứ nhất, cái đạt lưu bệnh phải vừa cả triệu chứng, vừa cả lâm sàng, mô học và cả kể cả con đường phân tử dẫn đến cái làm lành cái con đường phân tử dẫn đến cái bệnh lý cái viêm lết đại tràng của bệnh nhân. Và điều trị thật ra mà nói thì các anh chị thầy cô cũng thấy là giống như thầy Huy đã nói trong đầu, điều trị cho đến ngày nay mặc dù chúng ta thấy có vẻ như là nếu mà viêm lết đại tràng nhẹ thì dùng như vậy, viêm đại tràng nặng thì dùng như vậy, trung bình thì như vậy, nếu mà đáp ứng thì tiếp tục, không đáp ứng thì chúng ta đổi thuốc. Nhưng mà thật ra đụng đến bệnh nhân thực tế nó có rất nhiều khó khăn. Có những bệnh nhân suy gan, suy thận và chúng ta không thể nào mà đạt được cái liều tối ưu giống như là chúng ta mong muốn, vì nó có thể ảnh hưởng tiến triển đến các cơ quan, các chức năng trên cơ thể. Do đó thì một bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối của viêm lết đại tràng vẫn có chứ không phải không. Bệnh nhân suy tim, một bệnh nhân suy gan nặng thì có sử dụng.